Kính chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Năm 2020 là một năm nhiều biến động đối với kinh tế xã hội. Song với tinh thần quyết tâm, đoàn kết và nhạy bén trong các chiến lược kinh doanh, mỹ phẩm Phúc Ngân vẫn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thẩm mỹ. Nhằm tri ân những nhân viên có cống hiến nổi bật cho công ty trong năm qua, Phúc Ngân đã trao 1 giải kim cương, 2 giải vàng, 3 giải bạc và 84 giải đồng với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng trong dịp cuối năm. Năm 2020, Mỹ Phúc Ngân Group, đây là một năm đánh dấu sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ trong suốt 7 năm kinh doanh mỹ phẩm. Và mục tiêu trong năm 2021 sẽ chính thức sáp nhập công ty mỹ phẩm Phúc Ngân với tập đoàn Socot để phát triển và đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực. Từ ngày đầu thành lập, mỹ phẩm Phúc Ngân đã hướng đến phương châm hoạt động không đơn thuần là một tổ chức kinh tế trong ngành thẩm mỹ, mà còn xây dựng một môi trường kinh doanh nhân văn, sáng tạo và thúc đẩy mỗi người phát triển năng lực tự thân.